À, mới bắt gà anh nhốt lên kìa, giờ ổ gà đâu rồi, kiếm hoài không gặp, rồi qua mà kiếm tiếp anh đây. Hôm qua giờ nó đi lạc rồi à? Không phải nó đẻ rồi, nó ấp cũng 2 3 ngày nó mới chạy ra, mà không biết cái ổ nằm đâu. Thì con gà này để bậy à? Thì bữa hổm còn là trống, nó là trống mất rồi, giờ còn mái nó không có trống, cái đầu nó đi kiếm chỗ đẻ, không đẻ bậy nữa. Thôi giờ đi kiếm ổ đi, để tụi bậy ba con này kia nó ăn ủ mấy trứng á. Giờ mình kiếm là mình ăn. Ừ. À, hôm qua giờ anh thấy nó cục tác ở đâu không? Thì nghe bên vòng vòng đây nè, không biết ở đâu kiếm thôi chứ đâu. Ở cục tác chỗ nào nó để gần đó đó, đâu nhớ lại coi nó có cục tác chỗ nào mình đi ra chỗ đó, đó mình kiếm thôi. Mình kiếm là hình có gặp không chứ, ở đây bao la biết đường đâu gặp. Rồi đi kiếm thử Đây. hay có cái bụi cây đây không biết có để đây không nữa, coi coi sao có để đây không. Đi chỗ khác rồi, chỗ này không có rồi. Là lúc chiều quá là anh thấy trong này nó đi ra là đứng đây nè, Trong bụi rậm này hả? mà không biết cái ổ nằm đâu thôi. Đâu mình kiếm mình dọc đi thử coi, kẹt mấy cỏ có không? Ai đây Phúc ơi, kiếm chi cho xa, ngay đây luôn. Đợt này là anh có chứng ăn rồi. Wow, trứng đã quá nè. Nằm đây, Bao nhiêu trứng rồi, điểm thử sao? 2 4 6 8 10 12 trứng, có gì gần ngập rồi nè, nó ra nó uống nước đó. Đi kiếm không lủi trong đây nè, Này Phúc quá ơi, đã luôn rồi, mình khỏi rổ nè. Trời ơi quá đã luôn đây. gì mà bé đây kiếm hoài không thấy gì, bỏ vô luôn. Đây gom vô. Cái này mới đẻ, mới đẻ chót, mới đẻ sau cùng luôn nè, còn ấm luôn á, ngon luôn á. Đây sợ nhốt con gà đây nè, cho vô chỗ mát luôn, sướng rồi nha, đi đẻ bậy đi Sơn nhốt lại luôn rồi. Em xin chào cả nhà. Nãy giờ em cũng kiếm được cái ổ gà rồi cả nhà, thì cũng hơn chục trứng. Với em có đi chợ em mua được miếng ba gọi nè, với nấm gơm, với rau muống. Thì bây giờ em chế biến cái món gì á, thì em mời cả nhà trải nghiệm với em nha. Đầu tiên giờ em đi vô gạo bắt được cơm trước. Quá khói rồi. Chắc nước không ơi. Cơm chín này mình nhắc là cơm xuống mình chuẩn bị mình nấu và ăn quay. Hay ra muốn này tính sự làm gì vậy anh Sơn? Muốn này chút xíu là anh xào cháo em ơi. À, tao muốn rồi đó, giờ nghe xào tỏi không rồi, giờ xào cao hả? Đúng rồi. Nghe mới lạ nha, có ba gọi xào chung luôn gì nè, Trời chứ nấm nè.
thì anh xào chung luôn để cho hồi nữa em thưởng thức cái món đó nha. Wow, mới nghe hấp dẫn quá rồi. Bây giờ anh đang bào tỏi với sắt, tỏi với củ hành. Đây, rau muống còn xanh mướt luôn đây. Đây, để anh lấy tỏi xong rồi cái anh đặt rau muống. Muống ngon ha. Cộng nó ngắn thì cho nó đỡ vô xào nó dễ. Ngon xanh mướt luôn. Đây sao đang nêm gia vị cho vừa ăn cả nhà. Giận quá nè. Này củ hành với tỏi. Thơm thơm. Thơm quá ha. Ừ. Này để em xào thịt này đặng cho nó tan mỡ bớt nha cả nhà. Nó tan mỡ là mỡ nhiều nè. Rồi chút xíu cái em xào rau cái em bỏ bơ gọi vô đặng cho nó ngon cả nhà. Này anh xúc ra đặng lấy mỡ ra bớt quay. Mỡ lắm mỡ. Đây cộng gom. Cũng gom cũng gần chín rồi, cũng qua giờ anh cho rau muống vô luôn. Cho thêm miếng lửa nữa mới được chứ. Ủa, yếu quá. Wow, nay Sơn làm món này lạ quá ta. Cũng ngon quá nè. Wow, nấm với rau muống ngon quá. Rồi anh cho thịt vô lại. Đây cho thịt nãy giờ xào vô. Nhìn đẹp mắt quá nè. Thịt này nãy anh có xào qua là anh lấy mỡ ra bớt cái phút à. Chứ để mỡ nhiều lắm. Bây giờ anh cho vô lại. Chọn đều lên ha. Ừ, chọn đều lên. Đó. Quá, nhìn cũng chuyên nghiệp quá nè. Thấy muốn ngon ha. Ngon quá, nhìn hấp dẫn nè. Có nấm, có thịt đồ, nhìn nó vô, rau muống nó đẹp quá nè. Đây, rồi, cái này là rau nãy anh cũng đã niêm rồi nè. Mày cái này bà chín rồi đó. Bây giờ anh cho rau vô. Đây, mình rưới đều lên. Rau này nãy anh có niêm rồi. Nè Phúc ơi. Đây cái món rau muống của anh nó xong rồi nè Phúc ơi. Bây giờ anh cho ra dĩa luôn Phúc ơi. Chuẩn bị chút nữa là mình ăn cơm. Thơm ngon quá nè. Wow, hấp dẫn dữ, cái dĩa hấp dẫn quá. Đây đặt trứng vô. Trứng gà vừa của mình nó nhỏ mà nó đẹp quá nè. Hay Phúc ơi, tìm mãi mới được cái ổ gà. Ở gà này nó cũng không có trống cả nhà ơi.
tại vì gà trống em không gài bị anh Năm lấy rồi, giờ còn có anh em gà mái à, nó cũng đi đẻ ở ngoài chứ nó không đẻ trong ổ. Thì sớm giờ hai anh em tìm được ổ gà thôi, hai anh em nay sẵn chiên trứng luôn. Đây, cho hành vô luôn. Muốn hạt nêm đi. Mình cho nhẹ thêm miếng đường nữa. Muối này mua gió ít thôi. Này cho miếng ngọt luôn. Nhiêu đây, hai anh em ăn đủ bao nhiêu phút? Đủ rồi, nhiều lắm à, như đây chiên ra nó phình lên dữ lắm á. Dạ. Rồi. Đây trứng gà vừa này là nó thơm ngon bổ dưỡng lắm nè. Đây, mấy em gà vô kiếm anh nữa kìa. Đây có mấy gà vô cái này có bụng rồi vô đồ ăn nè. Nửa tô trứng gà luôn. Lửa nhiều quá sợ nó khét. Giống như đổ cái xèo quá Rồi. ha, giáp cái chảo luôn rồi. Thôi giáp chảo luôn. Sơn này anh chiên trứng anh đổ cái xèo vậy Sơn, mình thấy giống cái xèo quá nè. Wow, xếp xếp lại cũng nhìn cũng ngon quá nè. Rồi Phú ơi, đây này Phú ơi, xong rồi dọn cơm ra Phú ơi. Bữa cơm của hai anh em cũng đã hoàn thành rồi cả nhà ơi. Thì bữa nay hai anh em chia sẻ cái món là cơm muống xào chao với nấm rơm với thịt luôn nha cả nhà. Chứ tìm được ấu trứng thì sẵn hai anh em chiên trứng ăn luôn cả nhà ơi. Thì em mời cả nhà ăn cơm với hai anh em. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Đây này chấm chao luôn cả nhà. Đây mình thử miếng nấm với bà gọi chấm chao với gà muống luôn coi. Này rất ngon cả nhà. Đây, món này trứng trứng gà nè. Này em muốn chấm chao luôn. Hai anh em mãi tìm biết bao lâu mới được cái ổ gà ở nhà. Cái bụng ăn gì cũng ngon hết. Sao nãy mình cũng nêm nếm vừa ăn rồi ha, xào vô rau muống này cũng ăn cũng được rồi nè, nó không mặn quá. Đấy, làm ăn hồi mình còn chấm nữa. Miếng ớt à. Chấm trầu. Ai thử miếng trứng gà nãy mình đi kiếm rồi. Tao thấy món này ngon Phúc. Lạ mà thấy nó cũng ngon quá nè. Trứng gà béo thiệt. Trứng gà xôi mình nó béo mà nó thơm nữa.
Đây, ăn miếng ba gọi cành gớt coi. Trời ơi, nước ớt nó cay quá. Này ngon quá vậy. Tính này là ăn món này lạ lạ miệng. Muối này mình xào vừa chín tới nó còn giòn giòn ha, ăn nó ngon. Dưa leo kẹp với trứng này. Trứng này nãy Sơn anh chiên rồi, anh cắt nhỏ nhỏ ra đặng vừa gấp mình ăn cho nó dễ á. Đấy, phiên nguyên ổ bự lắm. Nhỏ chơi như cái bánh xèo ha. Như nãy mười mấy trứng luôn mà. Đúng rồi, Gà anh gà để cũng chắc lâu quá gần ấp rồi ha. đó. Nó tính ra nó ấp 1-2 ngày đó, nhưng mà nó không có trống. Ổ này bữa cỏ nó cũng mát quá chưa. Cũng không ai để ý nữa. Gà Rồi. khó, gà khó tìm ha. Tại mình giặt tấm cỏ ra mới thấy ở trong mà. Trứng gà gan gà cũng khôn thiệt. Giấu trứng kỹ quá ha. Này chấm với chao thì vừa luôn rồi đó. Bình thường mình chấm nước tương mà giờ mình chấm chao ăn thử rồi nó thấy nó cũng ngon mà nó béo nè. Hay mình xào chao, mình phải chấm chao. Cái này anh Niêm vừa ăn rồi. Đây để gói cái này ăn thử rồi ngon không, gói trứng này, gói trứng ăn thử rồi ngon không ta. Rồi còn miếng dưa leo rồi, có miếng rau thơm thơm này bỏ vô cho thơm thơm luôn, Chấm chao luôn hả? chấm chao luôn thử gần sao. Thích gớt miếng dưa leo rồi, ai chấm chao thử gần sao. Quá ngon luôn. Sao ý muốn im không? Cái vị nó lạ lạ mà nó ngon Đấy. mà nó béo béo của mùi chao nữa, ngon lắm. Đấy, quá ngon luôn rồi. Này miếng ớt này cay nữa ha. Nấm chấm chào ngon. Lâu lâu Sơn làm món là lạ mà ăn quá ngon luôn rồi. Quá đã. Món này cũng dễ làm mà tới cũng ngon quá ha. Nấm này ngon nè, nấm này là lần đầu ăn nấm này nấu cao ăn cũng ngon quá. Thì hai anh em chia sẻ bữa cơm cũng đơn sơ lắm cả nhà ơi. Thì cả nhà xem cả nhà nhớ ủng hộ hai anh em nha cả nhà, để hai anh em có động lực để hai anh em ra video sắp tới cả nhà. À, anh em xin kính chào cả nhà. Dạ kính chào cả nhà.